Tên khốn này. Alo, tôi đây. Mỹ à, ông Quang cắm sừng tôi rồi. Cái gì cơ? Sao bà biết? Thì tôi đang theo dõi chúng nó đây này. Này, bà đừng có bảo với tôi là bà định đi đánh ghen mà không cho tôi đi cùng đấy nhá. Tôi đang gọi điện rủ bà đi đây. Nổ địa chỉ đi, tôi qua ngay. Ok, ok. Các người sẽ phải trả giá cho việc phản bội tôi. Tránh ra, hôm nay á, tôi phải dạy cho con Tiểu Tam này một bài học. Trong tình yêu ấy, người không được yêu mới là kẻ thứ ba, cô hiểu chưa? Này, mày đừng có mà đánh tráo khái niệm để ngụy biện cho sai lầm của mình nhá. Chị mới là kẻ cố chấp ấy. Chị vừa làm khổ người khác, vừa làm khổ bản thân mình. À, mày, anh bỏ ra. Nào, thôi. Phương, tôi tới giúp bà rồi đây. Chết mẹ, cái tên cha nam đểu cá hỗn nạn này. Hôm nay nhá, tôi sẽ thay trời hành đạo. Anh đúng là mất dạy mà, anh dám lừa bản thân của tôi à? Anh phải chết này, chờ chết này, chờ chết này. Mi, đánh nhầm người rồi. Hả? Bà nói cái gì cơ? Đây có phải Quang đâu. Thế anh ta là ai? Đồ khốn nạn, mồm nó xoèn xoét yêu tôi mà đưa gái vào nhà nghỉ thế à? Ôi, chạy đi em. Chạy đi à? Chạy à? Đứng lại! Đứng lại! Con quỷ cái nó đến nơi rồi. Em tự lo cho mình đi nhá. Có gì anh sẽ gọi cho em sau. Quang! Chạy à? Mày chạy đằng trời nhá! Con quỷ yêu tao! Này! Ê! Hai cô cứ từ từ. Có gì bình tĩnh giải quyết. Tôi xin lỗi anh nhá. Tại vì vừa nãy tôi bị nhận nhầm người. Mi, nhanh, giúp tao dạy cho con Tiểu Tam này một bài học. Ok bạn Hiền. Cái cô kia, tôi nói cho cô biết, từ trước tới nay ai mà động đến bạn của tôi, tức là động đến tôi rồi. Mà động đến tôi ấy, thì sẽ không sống yên ổn đâu. Cô hiểu chưa? Nói nhiều làm gì, cho nó một trận. Thôi, các cô dừng lại cho tôi. Các cô là phụ nữ, không thấu hiểu, bảo vệ nhau thì thôi. Còn xuống vào đánh nhau như thế này, còn ra cái hệ thống gì nữa? Nhưng mà cô ta cướp bạn trai của tôi. Một người đàn ông tồi tệ như vậy thì cô đá hắn đi, rồi yêu người khác là xong. Sao phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho hắn? Nhưng mà cứ nghĩ đến lúc hắn cắm sừng tôi lại ức không chịu được. Uất ức thì cô tìm hắn mà đánh, sao lại chút giận lên đầu một cô gái khác? Cô nghe thấy anh ta nói gì chưa? Còn cả cô nữa đấy. Cô biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn qua lại với người ta, cô không thấy xấu hổ à? Tôi xin lỗi anh vì sự cố vừa nãy. Các cô đừng làm loạn nữa. Ai về nhà nấy đi. Tôi là người hiểu chuyện, không thèm đôi co với cô nữa. Mình đi. Nghe nói là mấy tháng gần đây anh Long vô cùng bận rộn, thế mà anh vẫn còn dành thời gian để đi ăn trưa với tôi, chứng tỏ là anh có ấn tượng khá tốt với tập đoàn ABA đúng không? Cô nói nhầm rồi. Không biết là tôi đã nói nhầm chỗ nào. Tôi không có ấn tượng gì với ABA hết. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc chính là vẻ đẹp của chủ tịch đấy. Anh đang trêu tôi thôi đúng không? Chứ người như anh Long chắc là đã phải tiếp xúc qua bao nhiêu mỹ nhân rồi. Tôi thì có tính là gì cơ chứ? Chủ tịch khiêm tốn rồi. Trong mắt tôi, vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị. Để tôi rót thêm rượu cho anh. Đây là việc của đàn ông.
Mấy cô. Rượu ngon, người lại còn ngon hơn rượu. Đề nghị anh nói chuyện lịch sự, tôn trọng tôi. Cô muốn đạt được lợi ích từ tôi thì cô phải thể hiện thành ý cho tôi thấy trước chứ. Khốn nạn. Còn danh này. Anh tỉnh rồi ạ. Kiếp trước tôi có thủ án gì với cô mà kiếp này cô xuống tay với tôi nặng như vậy chứ? Tôi xin lỗi anh nhá, thật sự là tôi không có cố tình đâu. Tôi đùa thôi, việc gì cô phải căng thẳng như vậy. Tôi sẽ là người thanh toán toàn bộ viện phí cho anh. Cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì chứ, là do tôi nên là anh mới bị như thế này mà. Bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm với anh là đúng rồi. Cũng một phần là do cái tính hay là chuyện bao đồng của tôi thôi. Mà tại sao lúc đó anh lại đỡ cho tôi? Thì tôi nói rồi mà, tính tôi thích lo chuyện bao đồng. Cứ thấy chuyện gì chứng tai gai mắt là tôi can thiệp. Nhất là khi nhìn thấy việc gã đàn ông kia định tát cô, tôi không thể để điều đó xảy ra được. Chỉ tại lần này hơi đen thôi. Lúc đó mọi việc xảy ra nhanh quá, tôi cũng không kịp phản ứng lại gì cả. Tôi cũng chỉ định là vơ vội cái chai để mà phòng vệ thôi. Ai ngờ... Kể ra thì chúng ta cũng có duyên đấy. Lần trước thì cô túm tóc tôi, lần này thì cô cho tôi nguyên cái chai vào đầu. Thôi, anh đừng có nói như thế nữa. Tôi ngại lắm. Chẳng ai lại mong có những chuyện như thế này xảy ra. Tôi đùa thôi mà, cũng có gì đâu. Mà tôi thấy mình cũng ok rồi đấy. Cô có việc gì thì đi làm đi, không phải lo cho tôi đâu. Nhưng mà anh đang còn yếu mà, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc chứ. Không sao, tôi chỉ yếu so với lúc khỏe thôi. Thể trạng tôi tốt lắm, cô yên tâm. Dạ vâng, nếu mà anh nói như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi xin phép về trước, còn lo công việc. Có gì tôi sẽ vào với anh sau nhá. Chào cô. Cô đến tìm tôi à? Tôi có mang cho anh một chút thực phẩm chức năng để anh bồi bổ. Tôi khỏe hẳn rồi, không cần bồi bổ gì đâu. Những chấn thương liên quan đến vùng đầu không thể nào mà chủ quan được đâu. Sức khỏe của tôi biết. Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã mất công mua rồi. Anh cứ cầm đi cho tôi vui nhá. Toàn là thứ đắt tiền, tôi không nhận được đâu. Cô mang về đi, cho ai chỉ cho. Chỗ này không phải đáng bao nhiêu tiền đâu, anh không phải lo. Trước đây khi mẹ tôi bị bệnh, tôi cũng đã từng mua những đồ này cho bà rồi. Nhưng tôi biết rõ giá của chúng. Nhiều đây thôi, chắc không phải 20-30 triệu rồi. Với người giàu như các cô, mấy chục triệu chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng đối với tôi, đó là một số tiền lớn. Mà tôi cũng khỏe rồi, không cần dùng đến cái này đâu. Thôi, tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại cô sau nhé. Tôi có gọi sẵn nước cho bà rồi đấy. Ái chà, thế chuyện này không đơn giản rồi. Cần tôi tư vấn chuyện gì, nói ra xem nào. Bà có nhớ cái người phục vụ mà bị tôi đánh trúng đầu hôm trước ở nhà hàng không? Bà đấy hay nhở, đi đánh nhau có bảo tôi đâu mà tôi biết. Cái gì? Bà đi đánh nhau á? Thế chuyện như nào, nói ra đi. Thế là tôi chưa kể với bà à? Chưa, nói nhanh đi. Thôi, chuyện lằng nhằng lắm.
bà có nhớ cái người đàn ông mà lần trước can bà ấy, xong rồi bị tôi vào đánh ghen không? Nhớ. Nhưng mà liên quan gì đến chuyện này? Chuyện nó là như thế này. Đấy, đầu đuôi câu chuyện nó là như thế đấy. Ồ, công nhận chuyện bà kể cứ như trên phim ấy. À, mà cái lão ấy tên gì ấy nhở? Tên là Hiếu. Ừ, kể ra cái lão Hiếu này cũng có duyên với bà phết. Mỗi lần gặp, dù cố tình hay vô tình, cũng bị bà cho một trận. Đúng vậy, mặc dù là tôi không có cố ý, nhưng mà bản thân của tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm. Tôi có mua thực phẩm chức năng để đưa cho anh ta, nhưng mà anh ta không có nhận. Này, có món gì dùng được không? Quảng qua đây, tôi dùng hộ cho đỡ phí. Ở ngoài xe, tí bà ra lấy, thích cái gì thì lấy. Ok, mà quay về với trọng tâm của vấn đề đi. Thế bà định làm gì với anh Hiếu? Thì muốn bù đắp, hay còn gọi là muốn giảm nhẹ cái cảm giác tội lỗi với cả anh ta, chứ còn làm gì nữa. Đơn giản, bà mua lại chỗ nhà hàng anh ta làm, sau đấy thăng chức cho anh ta là được. Vừa có chỗ để mở rộng kinh doanh này, vừa có chỗ để ngoại giao tiếp khách, lại vừa trả được ơn, mà chắc chắn là anh ta không từ chối được rồi. Công nhận đấy. Tại sao tôi lại không nghĩ được ra cách này nhỉ? Bà mà nghĩ ra thì cần tôi quân sư làm gì nữa. Đúng là bạn tốt của tôi. Chuyện tôi mà lại. À, mà kể ra tôi cũng phải cảm ơn anh Hiếu đấy. Từ hôm nghe anh ta khuyên là bỏ ông Quang đi, yêu người khác, tôi thực hiện luôn. Lớ ngớ thế nào, lại vớ phải ngay anh cầu thủ bóng đá, vừa đẹp trai vừa tâm lý. Này, mà tuần nào tôi cũng được đi xem bóng đá miễn phí nhá. Dạo này tinh thần cứ phải gọi là phấn chấn lên hẳn. Thảo nào, bà thông minh hẳn ra đấy. Này, thế nói thế là trước đây tôi không thông minh à? Đùa thôi, bạn Hiền đừng có mà giận. Bà uống nước đi, xong rồi tôi dẫn bà đi shopping. Định hối lộ tôi đấy à? Nhưng mà tôi thích. Uống đi. Trời ơi, tan hết đá rồi. Mời vào. Chào cô. Ơ, sao anh vào đây được? Một khi đã muốn thì tôi không thiếu gì cách cả. Mời anh ngồi. Cô đã mua lại nhà hàng nơi tôi đang làm việc và thăng chức cho tôi nên làm quản lý. À, đúng vậy. Tôi cũng đoán là anh tới đây để gặp tôi nói về chuyện này. Sao thế? Anh không hài lòng về vị trí đó à? Năm xưa, gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi liền ra đời tìm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi không có bằng cấp gì cả, làm sao có thể quản lý nhà hàng được. Bây giờ là thời buổi công nghệ số rồi, chuyện bằng cấp có còn quan trọng như vậy đâu. Chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, học hỏi từ những điều thực tế, làm việc bằng cái tâm của mình, tôi tin là anh sẽ làm được. Nhưng mà tôi... Anh có biết chủ tịch của tập đoàn BJ không? Ông ấy không có bằng đại học, nhưng mà lại có hơn 5.000 cử nhân đại học làm việc cho ông ấy đấy. Người ta là thiên tài rồi, còn tôi chỉ là người bình thường thôi. Sao tôi có thể... Chẳng nhẽ là anh cứ muốn dậm chân tại chỗ mãi à? Anh không muốn tiến lên để chinh phục tương lai hay sao? Tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng tôi không biết làm bằng cách nào hết. Tôi đã cho anh đôi cánh rồi, bây giờ anh chỉ việc cất cánh và bay lên thôi. Tôi không có kỹ năng quản lý. Tôi sợ tôi làm không tốt sẽ khiến cô phải thất vọng. Anh yên tâm đi, ở trên đời này chẳng có ai là biết trước hết mọi thứ cả. Nếu mà muốn biết một điều gì đó, chúng ta phải học, phải thực hành, phải có thất bại thì mới có thành công chứ. Tôi nhìn người chưa bao giờ sai cả. Tôi để cho anh quản lý nhà hàng, tức là anh có tiềm năng. Anh phải tin tưởng vào bản thân mình. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Tôi tin là anh sẽ làm được. Cũng giống như là anh đã có thể vượt qua được tất cả các khâu an ninh để vào được căn phòng này. Cảm ơn anh thời gian qua đã nỗ lực làm giàu cho tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội đó. Anh không còn gì để muốn nói với tôi à? Không phải là những lúc như thế này anh nên nghĩ đến chuyện trả ơn cho tôi sao? Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa,
để nâng cao doanh số cho những tháng tiếp theo, kiếm thêm thật nhiều tiền cho cô. Tiền thì tôi không thiếu. Vậy cô thiếu gì? Tôi thiếu anh. Anh không sao chứ? Cảm ơn cô. Tôi ổn rồi. Lần đầu chủ tịch đùa kiểu này nên tôi chưa kịp thích nghi. Đùa đâu, tôi nói nghiêm túc mà. Tôi thấy anh rất sát với mẫu bạn trai lý tưởng của tôi, là một người có đạo đức tốt, chăm chỉ, cầu tiến, hơn nữa lại còn biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nên là tôi phải tranh thủ để mà tỏ tình với anh luôn. Nhỡ may lại có cô khác cướp anh đi mất thì sao? Sao anh lại không nói gì như thế chứ? Tôi không biết phải nói gì cả. Vậy thì anh nói theo tôi nhá. Anh đồng ý hẹn hò với cả em. Anh không biết nói gì, tôi đã mớm thoại cho anh rồi. Tại sao anh lại không nói theo chứ? Nếu em đã chủ động ngỏ lời, anh sẽ thử một lần dũng cảm, sống đúng theo trái tim của mình. Em đồng ý hẹn hò với anh nhé. Em đồng ý. Điều quan trọng là phải nói ba lần. Cảm ơn em. Này lẩn nhanh thế. Chạy đi đâu mất đấy. Cô tìm tôi à? Anh chui từ đâu ra đấy? Sao cô lại theo dõi tôi? Ai thèm theo dõi anh? Không theo dõi, mà tôi đi đâu cô đi đấy à? Nói đi. Ai sai cô theo dõi tôi? Không ai sai cả, là tự tôi. À, tôi không theo dõi anh. Cô vừa nói ra rồi nhá, đừng có cãi. Ô, hai cái anh này anh làm sao ấy nhở? Đường rộng thế này, tôi với anh đi chung đường là chuyện bình thường mà. Anh đừng có ăn nói vớ vẩn. Khuôn mặt lo lắng của cô, không biết nói dối đâu. Thôi tôi kệ anh đấy. Anh muốn nói gì nói, tôi đi đây. Này, lần sau theo dõi thì theo dõi cho cẩn thận nhá. Đừng để tôi bắt được. Lần sau tôi không dễ như lần này đâu. Biết ngay mà, cái ngữ này á, chỉ có 5 thê 7 thiếp thôi. Ngoại tình là đồ khốn nạn. Mày có chắc không đấy? Tao chắc chắn 100%. Tao thấy nhá, anh ta dẫn cái con bé đấy đi vào trong nhà. Con đấy nhá, cao hơn mày, ngon hơn mày, xinh hơn mày. Đi với nhau nhá, còn cười nói thân mật lắm. Thế là tao đoán đúng rồi. Sao anh ấy lại như thế được nhở? Anh ấy hứa sẽ cưới tao cơ mà. Ôi trời ơi, thằng trai nói thế mà mày cũng tin à? Dạo này anh ấy có vẻ bận rộn, ít quan tâm đến tao. Tao còn tưởng anh ấy bận công việc cơ. Ai ngờ. Thôi, ba đồng một mớ đàn ông, làm sao phải tiếc thằng không ra gì. Chia tay nó luôn đi, không phải tiếc, không phải nghĩ. Sao anh ấy lại như thế được nhở? Trước đây anh ấy yêu tao lắm cơ mà. Ôi trời ơi, đàn ông thằng nào chẳng thế. Thằng nào ở nhà cũng ngoan hiền để cho mày yên tâm hết. Còn ra ngoài nhá, thấy gái lạ một cái là sáng mắt lên ngay, mày hiểu không? Hiểu không? Mày nói cũng phải. Anh ấy đi làm, gặp biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nói chuyện với nhau nhiều, kiểu gì chả rung động. Thế cho nên bây giờ ấy, tao nghĩ là mày chia tay quách đi cho nó xong nhá. Không có tha thứ, tha thẩn gì hết. Bây giờ mày tha thứ nhá, kiểu gì nó cũng về, nó biện hộ lý do này, lý do kia để cho mày mềm lòng. Thế mày có thấy gì nữa không? Mày có thấy anh ấy cùng với cô ta vào nhà nghỉ hay là khách sạn không? Ôi rồi, thế chưa đủ à Nhung? Ôi rồi bây giờ phải đợi chúng nó dẫn nhau vào nhà nghỉ hay là khách sạn thì mới chia tay hả Nhung? Mày có bị làm sao không đấy? Hả? Bây giờ mới yêu nó đang như thế rồi, sau này cưới vào thì nó sẽ thế nào? Mày có hiểu vấn đề không? Rồi mày sẽ khổ cả đời đấy Nhung ạ. Thì tao cũng xác định là chia tay rồi,
nhưng mà chỉ là còn quá nhiều kỷ niệm tao lưu luyến không quên được thôi. Đàn ông là lũ tệ bạc, có cái gì đâu mà phải lưu luyến. Vớ vẩn nhá, cút, bấm nút là cút. Mày sau này yêu ai thì phải cẩn thận đấy. Bên ngoài tử tế lịch sự nhưng chưa chắc đã là người đàn ông tốt đâu. Nhìn tao mà làm gương đây này. Sau vụ này của mày á, tao cũng sợ lắm rồi, không phải dạy. Này, thế cái cô gái mà đi cùng anh ấy có xinh không? Tự dưng người hỏi cái chuyện đấy làm gì? Thì tao cũng tò mò thôi, mày nói đi. Thì nói chung là nhìn cũng được. Thế là thế nào? Mày cứ nói đi. Đằng nào thì tao cũng buồn rồi, buồn thêm tí nữa có sao đâu. Có hơn tao không? Hơn đấy, hơn cả tao với mày cộng lại chứ. Nói chung là nhìn con đấy nó cũng ngon nghẻ phết. Phải thế chứ, ít ra thì anh ấy cũng chọn người xinh đẹp hơn tao. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Nhung ơi, mày bị điên à, hả? Thôi, không có gì. Hay là ngày mai mày đưa tao đi gặp anh ấy nhá. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Gặp ở đâu? Thì cứ đứng ở trước cửa công ty anh ấy thôi. Thôi được rồi, mai tao đưa mày đi gặp đấy, nhưng mà mày phải hứa là mày không được mềm lòng đấy nhá. Tao biết rồi. Thế nghỉ ngơi đi. Nhìn cái mặt rõ xinh mà điên tình. Này, một lát nữa nhá, mày cứ ở yên đây. Tao sẽ ra tao nói chuyện với anh ta trước, nghe chưa? Không sao đâu, tao ổn mà. Thế khổ thế nhở, sao mày cứ cãi tao thế? Ở yên đây. Ừ, được rồi. Anh ra rồi, ra rồi. Lại là cô à? Anh dám phản bội bạn tôi à? Lúc mới yêu thì anh nói ngon nói ngọt, bây giờ anh phản bội nó, anh không biết nhục à? Cô là ai đấy? Cô nói gì? Tôi không hiểu. Anh còn giả nai à? Hôm nay nhá, tôi sẽ thay mặt bạn tôi dằn mặt anh. Anh làm gì cả đời anh cũng không ngóc đầu lên được. Anh yêu ai cũng bị cắm sừng, anh nghe chưa? Cô có thôi đi không? Anh sợ rồi chứ gì? Tôi còn chưa nói xong đâu. Bây giờ anh nói đi, anh phản bội bạn tôi từ bao giờ? Cặp kè với bao nhiêu người? Nói để tôi ghi vào nhanh. Nói. Con này nó dằn mặt cái kiểu gì mà người yêu mình thì đứng im, còn sếp của anh ấy thì bức xúc thế nhở? Cô bị điên à? Tôi phản bội bạn cô bao giờ? Mà bạn cô là ai? À, cái tên khốn này, mày là còn chối à hả? Tao không nghĩ trên đời này là cái loại mặt dày như mày đấy. Cậu quen cô ta không? Em không ạ. Không liên quan đến anh. Anh đi về đi. Hôm nay nhá, tao phải thay mặt cho bạn tao cho mày một trận. Cái thằng này, mày phản bội. Mày đi anh. Làm cái gì đấy? À, mày ra rồi à? Hả? Tao đang thay mày cho nó một trận đây. Người yêu mày phản bội mày đấy. Anh không sao chứ? Nhung, em làm gì ở đây? Ô, mà hai người quen nhau à? Đây mới là người yêu của tao. Mày đang làm cái gì đấy? Người yêu mày đây à? Ừ. Sao cô đây? Đây là sếp của tôi. Này, sao hôm nọ là mày nhìn nhầm đấy à? Chết rồi, tao thấy cái ông này đi từ nhà người yêu mày ra nên tao tưởng chết tao rồi. À, chắc là cô nhầm hôm anh Cảnh đến nhà tôi chơi. Hôm đấy hai anh em xem đá bóng hơi muộn nên anh Cảnh ngủ lại, sáng hôm sau mới về. Ôi trời Quỳnh, mày làm cái gì thế hả? Tao làm gì đâu, tao không biết gì đâu. Em theo dõi anh à? Em xin lỗi. Tại vì dạo này em thấy anh lạnh nhạt với em quá, cho nên là em mới nhờ bạn em thăm dò anh, xem là anh có người khác không. Chết, anh xin lỗi. Tại đợt này công ty anh nhiều việc quá nên là cũng không có nhiều thời gian dành cho em. Vâng, bây giờ thì em hiểu rồi ạ. Vậy bây giờ mình về đi, anh sẽ đưa em đi ăn. Vâng ạ. Chứ còn tao, mày tự mà giải quyết đi. Sếp ở lại vui vẻ nhé, em đi trước đấy. Nhung ơi. Anh ơi, em xin lỗi anh nhé, có một chút gì đấy nó hiểu lầm thôi chứ em không muốn thế. Nhưng em bận với em đi, em đi về trước nè. Này, đứng lại đấy. Ai bảo cô là xong chuyện rồi? Dạ thế anh muốn gì nữa ạ? Vừa nãy cô chửi tôi thế nào nhỉ? Tôi quên rồi, cô chửi lại cho tôi xem nào. Anh ơi, như em vừa trình bày rồi đấy ạ, là chỉ là hiểu lầm thôi, chứ còn cho tiền em cũng không dám chửi anh đâu ạ. Thì ra hôm cô theo dõi tôi
Là vì lý do này à? Cô còn thấy được những gì? À, em có thấy gì đâu à? Em không thấy gì. Không thấy gì á? Thế nếu tôi là cậu ta, sao cô biết tôi ngoại tình? Thì hôm nọ em thấy anh với lại một cô gái ngon ngon đi với nhau thân thiết, cười nói vui vẻ, lại còn dẫn nhau vào nhà nữa, nên em tưởng hai người... Đấy là em nhầm thôi ạ. À. Chắc anh với lại cô ấy cặp... Chắc cô ấy là người yêu của anh ạ. À? Cô nhầm rồi. Cô ấy là thư ký của tôi. Hôm đó, chúng tôi đến nhà đối tác để ký hợp đồng. À, để ký hợp đồng. Thế hợp tác vui vẻ không anh? Em chỉ tiện mồm em hỏi vui thế thôi à. Anh ơi, em có việc bận này, anh cho em đi trước nha. Đừng để tôi thấy khuôn mặt đáng ghét của cô nữa. Không, tôi không tha đâu. Này, anh bảo ai đáng ghét? Cô còn dám lên giọng với tôi à? Tôi đã bảo tôi nhầm rồi mà. Làm cái gì mà căng ấy? Bảo người khác đáng ghét chắc là nghĩ mình đáng yêu lắm ấy. Về lấy gương soi lại bản thân đi. Cô chửi tôi, nguyên rủa tôi. Tôi chỉ nói lại một câu thôi. Mà cô bất mãn thế à? Anh có biết là anh nói như thế với một người phụ nữ, một người con gái như tôi là vô duyên lắm không à? Cái đồ đáng ghét này nữa, tôi không thèm xin lỗi anh nhá. Tôi đi về. Kệ anh. Mày quá, chỉ đợi có thế để có cớ để chuồn nữa rồi. Sếp ạ, em gửi chị báo cáo tháng này ạ. Quỳnh này. Dạ. Tí nữa em đi gặp đối tác cùng chị nhé. Dạ vâng ạ. Chị có cần gì không để em chuẩn bị ạ? Không cần đâu, cứ như bình thường thôi. Dạ vâng ạ. Chào anh. Chào chị. Quỳnh, em chào anh ấy đi. Em chào anh ạ. Thì ra là cô à? Ồ, thế hóa ra là hai người quen nhau trước rồi ạ? Thế thì tốt quá, em mời anh ngồi. Không biết là hai người quen nhau như thế nào đấy ạ? Chị hỏi cô ta thì biết. Quỳnh, dạ. Em nói đi. Dạ thì em với lại anh ấy cũng có một chút quen biết thôi ạ. Thế thì tốt quá rồi ạ. Toàn người quen cả với nhau, chúng ta lại càng dễ nói chuyện. Sếp ơi, hả? Chị đừng trông mong quá ạ. Em sợ em làm hỏng chuyện đấy. Sao lại thế? Có chuyện gì à? Chị có một cô nhân viên được lắm đấy. Chuyện hợp đồng cứ để cho cô ta làm đi. Nếu cô ta làm tôi vui, tôi sẽ ký. Chuyện này là sao vậy Quỳnh? Thì ra mọi chuyện là như vậy à? Dạ. Quỳnh ơi là Quỳnh, tại sao em có thể nhầm lẫn tai hại như thế được cơ chứ? Bao nhiêu người em không nhầm, lại nhầm đúng ở đối tác công ty mình. Sếp ơi, thật lòng em không muốn như thế đâu ạ. Xem ra bây giờ mọi chuyện khó rồi đây. Chị ơi, chị xem có cách nào giúp em không chứ. Bây giờ em gặp mặt anh ta em thấy sợ lắm ạ. Chuyện là do em gây ra thì chỉ có em mới đi giải quyết được thôi. Hợp đồng công ty mình nhờ cả vào em đấy. Dạ, nhưng mà em sợ lắm chị ạ. Chị đừng bắt em đi một mình. Em cố gắng lên. Chị tin tưởng em, công ty cũng tin tưởng em. Cố lên. Con thế là xong đời em rồi. Em chào anh ạ. Em có ít quà muốn tặng anh ạ. Tôi không có phúc đấy đâu. Anh ơi, anh lại nói quá rồi. Mong anh bỏ qua cho em chuyện cũ để công ty hai bên được hợp tác vui vẻ ạ. Cô vui, nhưng tôi không vui. Ôi anh ơi, anh ơi, anh chờ em với, anh nhận quà đi anh. Anh ơi, em xin lỗi chuyện cũ mà. Em chào anh ạ. Cô lại định theo dõi tôi đấy à? Không ạ, em nào dám đâu ạ. Chỉ là sự trùng hợp thôi ạ. Thì ra là trùng hợp. Anh ơi, anh ngồi cà phê một mình thế này chắc buồn lắm ạ. Để em ngồi em kể cho anh nghe một câu chuyện cười anh nhá. Thế anh không thích ngồi thì em đứng kể cũng được ạ. Có khi nào ký hợp đồng xong cô quay ra chửi tôi không nhỉ? Em nào dám thế à? Anh đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như thế, em tôn trọng quý mến anh không được, nên sao em dám chửi anh được ạ? Tôi nghĩ là cô dám đấy. Không ạ, không phải thế đâu ạ.
cái lần đấy chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Vậy để tránh những sự hiểu nhầm, tôi xin đi trước. Ô anh ơi, anh còn chưa nghe em kể chuyện cười mà. Cô tự kể tự nghe đi. Anh ơi, anh nhận quà của em đi được không ạ? Anh ơi. Ngon không em? Ngon đấy. Thế à? Thế thì ăn tiếp đi, xong để tí chị mua thêm cho nhá. Vâng. Tháo bẩn hết rồi. Sao anh lại ở đây? Sao em lại ngồi với cô ta? Thì là cái chị mà em hay kể với anh ấy. À, thì ra anh là anh trai của em ý ạ. Không ngờ lại là cô à? Anh với chị quen nhau à? Đúng rồi, anh với chị quen nhau. Thế thì anh bảo chị ấy là lần sau về nhà ăn cơm nhé. Ừ, anh biết rồi. Mà sao em lại ở đây? À, nãy em đi ra ngoài với bà nên em thấy chị đấy. Xong em bảo bà là cho em chơi với chị ấy một tí, tí chị ấy đưa em về. Em ra đằng kia chơi đi, để anh nói chuyện với chị một lát. Vâng. Cô quen em tôi lâu chưa? Dạ khoảng 2-3 tháng ạ. Lần đấy tôi đi tập thể dục ở công viên, tôi thấy em ấy dễ thương nên tôi ra bắt chuyện. Không ngờ lại là cô đấy. Ở nhà lúc nào nó cũng nhắc đến cô hết. Anh ơi, anh cho tôi hỏi là em ấy bị sao vậy ạ? Từ khi sinh ra, em tôi đã chậm phát triển hơn người bình thường. Tôi đã cho đi chữa chạy khắp nơi rồi, thế nhưng mà không được. Em ấy có vẻ cũng rất yêu thương anh. Tôi thấy em ấy hay kể với anh lắm. Nó sinh ra đã rất thiệt thòi, cho dù bù đắp cho nó bao nhiêu cũng không đủ được. Tôi thấy đối với em ấy, chỉ cần được mọi người quan tâm là đã hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn cô nhé. Chuyện gì ạ? Từ nhỏ nó đã không có bạn rồi. Mọi người thấy nó chậm hiểu nên không ai chơi với nó cả. Nó chỉ lủi thủi một mình thôi. Chỉ có cô là chơi với nó. Tôi thấy em ấy dễ thương mà. Nói chuyện với em ấy, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cảm thấy cuộc sống này còn nhiều thứ để yêu thương hơn. Đấy là vì cô là người tốt. Dạ? Anh bảo gì cơ ạ? Xin lỗi cô nhé. Trước giờ tôi đã khó tính với cô rồi. À, thật ra những cái chuyện đấy một phần cũng là do tôi mà. Cô về nói với sếp của cô, ngày mai gặp mặt tôi sẽ ký hợp đồng. Thật à? Cảm ơn anh ạ. Không cần cảm ơn đâu, vì cô xứng đáng mà. Anh ơi, thật ra thì nếu anh không ký hợp đồng, tôi vẫn làm bạn với em ấy ạ. Em tôi có một người bạn như cô, quả thật là may mắn của nó. Anh quá lời rồi ạ. Khi nào rảnh đến nhà tôi ăn cơm nhá. Thằng cu ấy nó sẽ thích lắm đấy. Vâng, khi nào rảnh tôi sẽ qua ạ.